Đặng Văn Lâm vào top 5 quả bóng vàng Việt Nam. Phong độ ổn định tại câu lạc bộ Bình Định và AFF Cup 2022 giúp thủ môn Đặng Văn Lâm vào đề cử rút gọn giải quả bóng vàng Việt Nam 2022. Bên cạnh Đặng Văn Lâm, danh sách rút gọn còn có tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Quyết. Năm 2022, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh chơi ổn định tại V-League và cùng nhau giúp U23 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 31 ở AFF Cup. Họ tiếp tục được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng. Trong đó, Tiến Linh nổi bật hơn với danh hiệu đồng vua phá lưới với 6 bàn. Với những đóng góp ở cả mặt trận câu lạc bộ và đội tuyển, cả ba đều là ứng viên nặng ký tranh quả vàng vàng. Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cũng trải qua một năm thi đấu thăng hoa cùng câu lạc bộ Hà Nội. Anh giúp đội bóng thủ đô lập cú đúp vô địch V-League và cúp quốc gia, đồng thời bản thân giành giải cầu thủ hay nhất V-League ở AFF Cup. Văn Quyết ít được trao cơ hội thi đấu và không ghi bàn. Thủ môn Đặng Văn Lâm chỉ thi đấu từ vòng 15 của V-League nhưng đã giúp Bình Định giành HC đồng và cúp quốc gia. Anh đồng thời thi đấu ấn tượng ở AFF Cup, trong đó có màn giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp trước khi hòa 2-2 và thua 0-1 qua hai lượt trận chung kết ở giải thưởng quả bóng vàng của nữ.